Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin triệt hạ đối thủ Trương Duy Nhất y án 10 năm tù. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vào chiều ngày 14 tháng 8 đã bác đơn và tuyên y án 10 năm với cựu ký giả Trương Duy Nhất quê ở Đà Nẵng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa vẫn nói ông Trương Duy Nhất làm trái công vụ khi bán nhà, đất công sản ở Đà Nẵng cho doanh nhân Phan Văn Anh Vũ nên bác đơn kêu oan của bị cáo. Đây là hình ảnh ông Trương Duy Nhất trong phiên tòa phúc thẩm đã nói với hội đồng xét xử rằng tôi không có sai phạm, nếu quyết định có sai phạm sẽ ở bên ban biên tập vì tôi làm theo ủy quyền của tổng biên tập. Trước đó, trong phiên sơ thẩm vào ngày 9 tháng 3, ông Trương Duy Nhất bị tuyên 10 năm tù với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vào cáo trạng đó nói điều gì? Theo bản án sơ thẩm, vụ việc bắt đầu tháng 10 năm 1996 khi báo Đại Đoàn Kết nơi ông Trương Duy Nhất từng là trưởng văn phòng khu vực Trung Trung Bộ có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị được cấp hoặc thuê một căn nhà tại địa điểm thuận lợi ở trung tâm thành phố để làm trụ sở văn phòng đại diện. Báo này không chủ trương xin mua nhà công sản nhưng ông Nhất, người được giao liên hệ với chính quyền địa phương để xin đất, lại ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xin mua nhà đất theo diện này. Sau khi mua được nhà cho báo Đại Đoàn Kết với giá ưu đãi là 645 triệu đồng từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nhất đã chuyển nhượng cho công ty của ông Vũ Nhôm, tức là Phan Văn Anh Vũ, để công ty này thay thế nộp tiền, giúp công ty này thâu tóm đất công với giá rẻ. Cáo trạng nêu đây là hành vi làm trái công vụ rất nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nhất một mục kêu oan và giữ nguyên kháng cáo. Ông Nhất cho rằng ông không có trách nhiệm trong việc giúp Phan Văn Vũ, tức là Vũ Nhôm, thâu tóm nhà đất công số 82 Trần Quốc Toản như cáo buộc, mà là làm theo phân công của báo Đại Đoàn Kết, và rằng nếu việc bán đất có thiệt hại, trách nhiệm thuộc về bên bán, tức là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ông Nhất cũng thừa nhận hành vi của ông chưa phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng được sự đồng ý của báo. Ông nói, bị cáo không hề có động cơ cá nhân, chỉ muốn làm lợi cho báo, bản thân bị cáo không hề được nhận bất kỳ khoản lợi nào từ công ty 79 hay từ Phan Anh Vũ. Báo Đại Đoàn Kết không hề bị tổn hại, ngược lại còn được lợi. Bị cáo còn được ban biên tập khen vì đưa ra sáng kiến này. Ông Nhất khai tại tòa. Ông Phan Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, người liên đới trong vụ án của ông Nhất cũng tham dự phiên tòa. Ông Phan Anh Vũ cũng cho rằng ông Nhất vô tội bởi báo Đại Đoàn Kết không bị thiệt hại vì không cần bỏ tiền nhưng vẫn được sử dụng nhà đất làm văn phòng trong 30 năm. Theo báo Đà Nẵng chia sẻ. Đây là hình ảnh ông Phan Anh Vũ trong phiên tòa nói rằng là việc truy tố đối với ông Nhất là sai. Ông khẳng định ông Nhất bị oan trong vụ này. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, hai ông trưởng và phó ban biên tập báo Đại Đoàn Kết cùng với ông Trương Duy Nhất đã bị xác định là có hành vi giống nhau trong việc làm thất thoát tài sản của nhà nước vào năm 2014. Tuy nhiên, hai ông này lại được tính số tiền làm thất thoát tại thời điểm 16 năm trước là 301 triệu đồng. Cho nên đến nay đã hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn ông Nhất tuy là cấp dưới lại bị tính giá tài sản vào năm 2018. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nói qua điện thoại như sau. Trong khi đó, trong cùng một vụ án, trong cùng một sự việc xảy ra tại Đà Nẵng và trong cùng một tài sản bị thất thoát, nhưng ông Trương Duy Nhất lại bị tính giá trị tài sản vào năm 2018 lên tới hơn 13 tỷ đồng. Do cái số tiền đó lớn tới mức độ như vậy, nên ông vừa mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vừa mới bị chịu hình phạt 10 năm tù rất là nặng. Đây là một điểm hết sức vô lý, không đảm bảo quy định mọi người đều bình đẳng trong việc xử lý của pháp luật. Cũng theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ tại phiên tòa, ông Trương Duy Nhất đề nghị triệu tập một số người liên quan trong vụ án. Các luật sư của ông cũng đề nghị triệu tập cả chủ tọa phiên tòa sơ thẩm để xác định cách áp dụng pháp luật và triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên sơ thẩm, giám định viên trong vụ án. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được hội đồng xét xử chấp thuận. Như tin đã đưa trước đó, vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, ông Trương Duy Nhất đột ngột mất tích ở Bangkok, Thái Lan chỉ một ngày sau khi đến văn phòng cao ủy với người tị nạn để xin tị nạn chính trị. Ông Nhất cũng đề cập đến chuyện này trước tòa và đề nghị tính đủ cho ông 2 ngày bị mất tự do. Đây là hình ảnh ông Trương Duy Nhất viết đơn xin tị nạn chính trị tại Bangkok vào hồi tháng Giêng năm 2019. Một ngày trước khi có tin ông bị bắt cóc, bản tin do blogger Bùi Thính Hiếu đã đưa ra sớm nhất trên mạng xã hội. Và chính ông Trương Duy Nhất đã đặt ra tại tòa án, ông nói rằng là ông bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 và ông bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt, sau đó chuyển giao cho lực lượng công an Việt Nam và công an Việt Nam đưa qua biên giới Lào, Thái và Lào, Việt Nam. Khi dẫn giải về phường Mai Dịch, Hà Nội thì ở đây họ mới làm thủ tục bắt ông, tức là làm biên bản bắt ông, khi đó
đã qua 2 ngày rồi, và khi đó đã là ngày 28 tháng 1. Cũng theo luật sư Mạnh, ông Nhất nói trong quá trình bị công an Việt Nam bắt giữ và dẫn giải về nước, ông bị mất một chiếc điện thoại iPhone 8 và số tiền 8.000 đô la Mỹ, tuy nhiên không được ghi nhận trong kết luận điều tra và trong các cáo trạng. Luật sư Lê Công Định đã đưa ra chia sẻ của mình trên trang Facebook cá nhân như sau. Viện Kiểm sát tránh né tranh luận, nhưng do có luật sư dồn dập nêu ra nhiều vấn đề pháp lý chứng minh anh Trương Duy Nhất vô tội, nên buộc chủ tọa phiên tòa phải can thiệp bằng tuyên bố chấm dứt tranh luận. Luật sư Nguyễn Hà Luân đã thốt lên rằng Viện Kiểm sát đã lẩn tránh tranh luận và lẩn tránh sự thật. Ngoài ra, theo ghi nhận tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng chiều nay, anh Trương Duy Nhất đã phát biểu nguyên văn như sau. Chiếu theo các căn cứ pháp lý và những chứng cứ thẩm tra tại tòa, trong cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, nếu có hiểu biết về pháp luật và còn chút lương tri thì không thể kết tội tôi. Trong vụ việc này, tôi là người mang lại lợi ích lớn lao cho báo Đại Đoàn Kết, không phải là người gây thiệt hại, không có bất kỳ hành vi sai trái nào, không vụ lợi hay động cơ gì cả và cũng không phạm tội. Tất cả chỉ là một đòn thù chính trị đê hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất, đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy, lú lẫn về trí tuệ. Đây là hình ảnh trang blogger nổi tiếng Một Góc Nhìn Khác của ông Trương Duy Nhất khi chưa bị bắt. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp vào năm 2014 đã vinh danh nhà báo Trương Duy Nhất là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới. Trong các lần lấy cung, các điều tra viên đã trấn an tôi và nói rằng sẽ đến ngày thế giới cuộc xoay chiều, khi đó chính họ sẽ là người ngồi thay vào vị trí của tôi hôm nay. Tôi hiểu và nhận ra nỗi lo lắng thật sự này của họ. Nó sẽ đến trong một tương lai rất gần, rất có thể điều báo ứng sẽ ập xuống trên quãng đời của chính họ, chứ không đợi đến hệ con cháu. Vì thế, đối với những vụ án như của chúng tôi, điều quan trọng không phải là sự trừng phạt chúng tôi, mà chính là giá trị thức tỉnh dành cho chiều ngược lại. Đừng để các thế hệ cháu con mình sau này nhìn lại phải cúi đầu tủi hổ với những phán quyết sai lầm của cha ông chúng, của một thời nhóm lò loạn lạc, một thời đất nước tưởng có phúc mà vô phúc, có trọng mà không đáng trọng. Với các bạn đồng nghiệp, những nhà báo đang tham dự và theo dõi phiên tòa, hãy đưa thông tin đầy đủ và trung thực, và đặc biệt là những lời nói sau cùng của tôi, nếu không thể đăng phát được trên truyền hình và báo chí, thì hãy đưa lên trang mạng cá nhân của các bạn. Tôi xin cảm ơn các bạn về điều này. Cuối cùng, để khép lại phần lời sau cùng trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, xin được đọc 4 câu thơ và tôi viết vội đêm qua như sau. Ôi đất nước, thủa nhóm lò loạn lạc, lú cũng lên ngôi, nghẹo cũng xưng hùm, mẹ tổ quốc hay chúng mình có lỗi, chí nhân đâu giặt một lũ điên khủng. Và về phiên tòa xét xử này, luật sư Lê Văn Luân, tức Facebook Lê Luân, nhận định như sau. Sau cả ngày ngồi phiên tòa phúc thẩm, ông Trương Duy Nhất đã nói lời sau cùng, không phải một vấn đề pháp lý đơn thuần mà là một chiều hướng chính trị. Đây là hình ảnh các luật sư bào chữa cho nhà báo Trương Duy Nhất, trong đó có luật sư Lê Văn Luân là người đứng thứ hai từ phải sang. Ông nói rộng hơn phạm vi một vụ án về tài sản công mà ông không có lỗi trong sự việc này, mà là một vấn đề của việc vận dụng và cách thức vận hành xã hội của nhà cầm quyền. Và đúng như chứng cứ trong hồ sơ vụ án được đánh giá bởi quốc luật sư, Viện Kiểm sát cuối cùng vẫn dơ cao bảo bối của mình. Tôi bảo lưu quan điểm của mình và buộc tội là đúng pháp luật, nhưng các luật sư yêu cầu chỉ rõ cơ sở pháp lý nào thì lại không có điều khoản nào được chỉ ra. Và nhà báo Trương Duy Nhất đã bị tuyên án y án sơ thẩm với 10 năm tù giam, trong khi tôi chỉ ra sự hiểu biết và áp dụng các nguyên tắc về truy cứu trách nhiệm hình sự là sai trái với nhận thức đó. Nếu không triệu tập chủ tọa phiên tòa sơ thẩm tham gia phiên tòa phúc thẩm để giải thích căn cứ pháp lý cho việc áp dụng luật, tòa cấp sơ thẩm sẽ đánh giá bằng chứng và chứng minh sai hoặc không có cơ sở thuyết phục. Tôi cũng chứng minh rằng với vai trò và vị trí cùng tương quan của ông Nhất với bối cảnh mà ông ở vào trong thời gian đó, thì hành vi của ông là không có lỗi hoặc chỉ có lỗi vô ý, mà tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ phải là cái lỗi cố ý, là cấu thành bắt buộc về mặt chủ quan. Ông Nhất với tính cách cương quyết và mạnh mẽ, dứt khoát và với sự rõ ràng trong ý chí về việc mình làm, ông đã tự bào chữa và những lời nói sau cùng trước khi tuyên án đều có âm vọng lớn và vang nhiều sức mạnh trong ngôn từ lẫn lập luận. Ông đã cảm ơn các luật sư và ông nói không thể thắng được tại phiên tòa không phải vì không đủ chứng cứ pháp lý, nhưng sẽ được đưa tới công luận về sự việc và những điều ông nói có thể có một sự hữu ích nào đó cho xã hội. Ông Trương Duy Nhất cũng mong muốn về một sự thay đổi cơ bản về chính trị và xã hội, để không chỉ ông mà còn những người khác sẽ đều được hưởng những giá trị về sự công bằng theo luật pháp. Luật sư Lê Luân đã nêu quan điểm của mình như vậy. Ông Trương Duy Nhất sinh vào năm 1964, từng bị kết án 2 năm tù vào hồi năm 2014 với cáo buộc tội danh như lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà nước,
theo điều luật 258 của Bộ luật Hình sự. Đây là hình ảnh ông Trương Duy Nhất nói chuyện cùng nhà báo Mạc Lâm về Trần Huỳnh Duy Thức trong chương trình của Đài Tiếng Nói EFA tại Mỹ vào hồi tháng 5 năm 2016. Trước đó, ông đã viết 11 bài đăng trên các trang blog Một Góc Nhìn Khác của ông, trong đó có bài chấm điểm Thủ tướng và yêu cầu Tổng Bí Thư phải ra đi. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp vào năm 2014 đã vinh danh nhà báo Trương Duy Nhất là một trong 100 anh hùng thông tin của thế giới. Vào năm 2015, ông ra tù và sau đó trở thành một trong những blogger của Đài Á Châu Tự Do. Trong phiên sơ thẩm vào hồi tháng 3 năm 2020, ông Trương Duy Nhất bị tuyên 10 năm tù giam. Ngay sau đó, bà Morgan Okatus, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả lại tự do cho blogger Trương Duy Nhất. Trong thông cáo báo chí có viết như sau: chúng tôi thất vọng về việc blogger và cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, tức là EFA, Trương Duy Nhất bị kết án 10 năm tù. Kết án này dựa theo các cáo buộc mơ hồ liên quan đến cáo buộc gian lận được cho là đã xảy ra cách đây gần 20 năm. Và chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm đến sự mất tích đột ngột của ông Nhất ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 25 tháng 1 năm 2019, một ngày sau khi ông đăng ký quy chế xin tị nạn và xuất hiện trong tù tại Việt Nam sau đó 3 tháng. Đài Á Châu Tự Do cũng đã có thông cáo báo chí lên án việc xét xử blogger Trương Duy Nhất và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải trả lại tự do cho blogger này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020 với bản tin triệt hạ đối thủ Trương Duy Nhất y án 10 năm tù. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.